Bây giờ cái triệu chứng học tim mạch á, thì mình có hai cái phần triệu chứng. Thứ nhất là triệu chứng cơ năng. Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng mà bệnh nhân khai với mình. Khi mà mình thăm khám một bệnh nhân á, thì cái triệu chứng cơ năng lúc mà mình hỏi bệnh á, thì cái triệu chứng cơ năng này có thể mình bác sĩ mình có thể kiểm chứng được hoặc là không kiểm chứng được. Ví dụ như đầu tiên là có triệu chứng khó thở, thì mấy em biết á, là khó thở là một triệu chứng cơ năng gặp rất là nhiều trong rất là nhiều bệnh lý. Người bình thường cũng khó thở. Thí dụ như mình sáng mình chạy bộ, mình cũng mệt, mình cũng khó thở. Mình đi học, đi từ tầng trệt, leo lên thang lầu cũng khó thở. Bệnh phổi cũng khó thở. À, rồi thiếu máu cũng khó thở. Cho nên khó thở là một cái triệu chứng cơ năng gặp rất là nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, cái triệu chứng khó thở này, mấy em sẽ thấy phải có ở bệnh nhân suy tim. À, ta dựa vào triệu chứng khó thở thì hôm nay mình sẽ học khó thở ở bệnh nhân suy tim nó có những đặc điểm như thế nào và tại sao bệnh nhân suy tim lại có triệu chứng khó thở. Thì đối với chương trình đại học 6 năm của mấy em á, thì mấy em chỉ học suy tim tâm thu. Khi mà mấy em học y cơ sở á, trong 6 năm học đại học của mấy em á, thì cái thời điểm khó nhất là mấy em chuyển từ lý thuyết cơ sở sang thực hành lâm sàng. Và thường tôi dạy cái bài này là cái bài đầu tiên tôi gặp mấy em nè. À, rồi sau đó mấy em đi lâm sàng sẽ gặp nhiều hơn. Tức là từ năm thứ ba trở về trước mấy em học y cơ sở. Từ năm thứ ba, cuối năm thứ ba tới năm thứ tư á, thì mấy em sẽ đi lâm sàng nhiều. Thì khi đi lâm sàng nhiều á, thì mình sẽ thay đổi những cái thuật ngữ chẩn đoán. Tức là mình học theo lâm sàng để nữa mình ra trường. Cái mục tiêu cuối cùng mình để chẩn đoán và điều trị được bệnh nhân. Cho nên á, trong 6 năm học của mình á, thì mấy em chỉ học suy tim tâm thu, y cơ sở gọi là suy tim tâm thu. Chừng nữa đi lâm sàng mình sẽ gọi là suy tim phân suất tống máu giảm. Đó, hai thuật ngữ nó khác nhau nha, cũng cùng một loại bệnh luôn. Nhưng mà đi lâm sàng thì chẩn đoán theo bệnh lý. Cho nên nó là rất khó. Ví dụ như mấy em là năm nay năm thứ 3 nè, thì mấy em nghe hôm nay cái bài này rất là nhiều cái từ mà từ trước giờ mình chưa từng được nghe. Mấy em phải tập từ từ cho nó quen. Cái thời điểm khó nhất của mấy em là năm 3 chuyển qua. Cho nên á, người ta dựa vào triệu chứng khó thở này, người ta chẩn đoán suy tim, rồi phân độ nặng nhẹ suy tim. Một chút xíu sẽ hướng dẫn cho mấy em phân độ suy tim theo NIHA, tức là Hội Tim Mạch New York của Mỹ. Rồi tiên lượng suy tim, tức là tiên lượng nặng nhẹ suy tim cũng dựa vào triệu chứng khó thở. Đó, cho nên mấy em thấy triệu chứng cơ năng thôi mà giúp cho mình chẩn đoán rồi phân độ rồi tiên lượng bệnh nhân bị suy tim. Nhắc lại ha, đối với y đa khoa 6 năm thì chỉ học suy tim phân suất tống máu giảm. Sau này nữa mấy em ra trường, mấy em học bác sĩ nội trú, mấy em học sau đại học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 này kia đó, thì mấy em được học cái bài suy tim phân suất tống máu bảo tồn. Tức là trước đây y cơ sở gọi là suy tim tâm trương. À, còn từ đây tới khi mấy em tốt nghiệp luôn thì chỉ nói để hễ nói tới suy tim là mốt mấy em đi bệnh viện mấy em lưu ý nè, là phải suy tim phân suất tống máu giảm hay còn gọi là suy tim tâm thu. Vậy thì tại sao suy tim phân suất tống máu giảm lại có cái triệu chứng khó thở? Thì mấy em thấy rằng là đây mấy em nhìn lên màn hình đây. À, em thấy là suy tim tâm thu hay suy tim phân suất tống máu giảm là gì? Là mỗi thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu, nó suy tim là suy cái chức năng của thất. Thì mỗi cái nhát bóp trong thời kỳ tâm thu, thí dụ như người bình thường ở đó, mấy em học sinh lý hay là sinh lý bệnh gì đó, mấy em biết rồi, là mỗi thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu là 70 ml, đúng chưa? Nhân với tần số tim thì nó ra cung lượng tim. Vậy thì trong bệnh nhân suy tim phân thu hay suy tim phân suất tống máu giảm thì có hiện tượng giảm cung lượng tim do giảm thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu. Vậy thì dẫn đến giảm cung lượng tim thì mấy em thấy là thiếu máu tất cả các cơ quan trong cơ thể, trong đó nhạy cảm nhất là não bộ, đặc biệt là hành não thì cái trung tâm điều hòa hô hấp, làm cho bệnh nhân cảm giác khó thở. Cái thứ hai đó là gì? Là khi mà mỗi thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu, hồi đó mấy em học, mấy em biết rồi là cuối thời kỳ tâm trương là ở thể tích của thất trái là 130 ml. Mỗi thể tích nhát bóp là 70, vậy nó còn khoảng 60. Vậy thì chuyện gì xảy ra đối với là mỗi thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu nó giảm? Thí dụ thay vì nó bóp là 70 đi, thì giờ mỗi thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu nó còn 60.
còn 50, còn 40, còn 30 thì dẫn đến máu ứ trong buồng tim càng nhiều. Khi mà máu ứ trong đầu tiên ứ ở thất trái, sau đó từ thất trái ứ giật lùi lên nhĩ trái, từ nhĩ trái lên bốn cái tĩnh mạch phổi, làm cho bệnh nhân có hội chứng tăng áp phổi. Tức là máu từ tim nó đổ ngược trở về, làm cho bệnh nhân nặng hơn nữa, bệnh nhân vô phục phổi cấp và tử vong. Đó. Cho nên mấy em thấy là khi các dịch nó xuất tiết vào các phế nang thì nó giảm trao đổi khí, làm bệnh nhân khó thở. Còn nếu mà vô phù phổi cấp luôn thì bệnh nhân sẽ có rối loạn huyết động học. Thì sau này mấy em đi lâm sàng sẽ hướng dẫn cho mấy em điều trị xử trí một cái ca phù phổi cấp thật sự. Ở đó mấy em học cơ sở là mấy em chỉ học phù phổi cấp tổn thương thôi. Chứ sau này mấy em đi lâm sàng là phần lớn mấy em gặp phù phổi cấp huyết động. Vậy thì cái đặc điểm khó thở của bệnh nhân suy tim là gì? Thì mấy em thấy là cơ chế thì đã nói cái phần trước rồi. Đặc điểm khó thở bệnh nhân suy tim là gì? Thứ nhất là khó thở khi gắng sức. Mấy em thấy là gắng sức, mấy em phải hiểu một cách rộng hơn là đi đường bằng phẳng mà đi nhanh hơn so với bình thường chút gọi là gắng sức, hoặc là từ tầng trệt mà đi lên thang lầu thì được gọi là gắng sức, chứ không phải là làm việc nặng. Làm việc nặng là hiển nhiên là gắng sức. Cái chuyện này xảy ra đối với các bạn mà thường năm thứ ba thì đi lâm sàng, thường kiểm tra các bạn đứng coi các bạn hỏi bệnh hay không. Có nhiều bạn mới qua bệnh viện hỏi, thường đi khoa tim mạch, mấy em thấy là những người lớn tuổi nhiều. Có một bạn hỏi bà cụ bà làm gì, nó tôi ở nhà không à bác sĩ ơi. Bà có làm việc nặng không, ở nhà bà có giác lúa không, mà ta 80-90 tuổi hỏi có giác lúa. Hỏi làm ruộng làm lúa là có giác lúa hay không. Hiển nhiên là làm việc nặng là gắng sức, nhưng mà đối với người lớn tuổi thì mình không hỏi vậy. Mình hỏi bà đi tới đi lui trong nhà có mệt không, hoặc là nhà bà có thang lầu không, bà leo lên thang lầu có mệt hay không, thì đó cũng là một khó thở khi gắng sức. Tức là mình phải hiểu một cách rộng hơn, tại vì khi gắng sức thì nhu cầu của cơ thể, các tế bào trong cơ thể thì đòi hỏi oxy cao hơn bình thường, mà khi mỗi thể tích nhắt bóp trong thời kỳ tâm thu nó giảm thì cung lượng tim giảm, tức là tim không đáp ứng nổi, không cung cấp nổi oxy, đủ oxy, dẫn đến bệnh nhân bị khó thở khi gắng sức. Đó là đặc điểm thứ nhất. Cái này là có trong cái câu hỏi lý thuyết luôn nha, thi lý thuyết luôn đó. Thứ hai là khó thở khi nằm, ngồi dậy thì dễ thở hơn. Thì mấy em cũng biết hồi nãy cái hình tôi đã nói với mấy em cái cơ chế rồi. Khi mỗi thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu nó giảm thì máu ứ trong buồng tim càng nhiều. Sau này các bạn em hay thường gọi là suy tim xung huyết hay suy tim ứ huyết á. Thì máu buồng tim càng nhiều thì khi mà bệnh nhân nằm xuống thì máu từ tim nó đổ về bốn cái tĩnh mạch phổi nhiều hơn, cho nên bệnh nhân phải ngồi. Thường ta mệt, ta khó thở, người ta nằm xuống người ta khỏe. Còn đối với người bị suy tim thì khó thở nhưng mà nằm xuống càng mệt hơn, ta ngồi ta mới dễ chịu. Cho nên á, sau này mấy em đi lâm sàng, mấy em bước vô cái phòng bệnh, ví dụ phòng bệnh có 10 người, 20 người vậy đó, mà mấy em thấy cái hình dáng dáng vẻ tư thế của bệnh nhân ban đầu thôi thì mấy em có thể đoán được bệnh gì. Ví dụ thấy người ta khó thở, ta chiêm, ta quay cái đầu giường cao lên, ta chiêm 4-5 cái gối, nằm cao hoặc là ngồi, hoặc là có nhiều người ngồi dưới đất để cái đầu lên giường nằm. Và sau này mấy em khám, mấy em đánh giá một bệnh nhân coi coi là cái tình trạng suy tim nặng hay không, là ta tính cái tần suất người ta ngồi dậy một đêm là bao nhiêu. Thí dụ như trước khi mình điều trị một bệnh nhân đó, người ta ngồi không, ta không có nằm được, thì sau khi điều trị một đêm ta nằm 2-3 tiếng, lâu lâu ta ngồi dậy một chút, ta mệt quá ta bật ta ngồi dậy một chút, ta khỏe cái ta nằm xuống lại, thì cái tần suất mà ngồi dậy một đêm càng ít thì cái tình trạng suy tim càng cải thiện. Đó. Cho nên là mấy em thấy là cái kinh nghiệm nó rất là quan trọng, chứ không phải như mấy em chừng nữa ra đi thi á, thì từ khi mà bắt thăm đi thi lâm sàng cho tới mà hỏi bệnh cho tới làm bệnh án xong là chỉ có 1 tiếng rưỡi. Đôi khi từ năm thứ nhất đến năm thứ ba mấy em học rất là điểm rất là cao, cho nên nhiều bạn đi lâm sàng điểm thấp lại cái buồn, tại vì mình không có cái quen thói quen để mình thực hành. Vậy thì đôi khi mấy em học huấn luyện kỹ năng rất là tốt, nhưng mà mấy em áp dụng một cách mà từ trên xuống dưới mà theo cái ba game vậy không, tức là mình không có cái gì thực tế hết, thì mình sẽ hỏi bệnh chậm hơn bạn. Thí dụ như mình hỏi toàn bộ câu hỏi mở không, trong cái đó bạn vô bạn thấy đi khám bệnh mỗi ngày bình thường, đi theo mấy anh chị bác sĩ đi khám thấy có kinh nghiệm, vô thấy bệnh nhân ngồi không,
à bệnh nhân này suy tim, tập trung vô hỏi suy tim bệnh nhân đó. Đôi khi các bạn làm bệnh án không kịp đi thi, là tôi thấy vừa rồi thi tốt nghiệp Y6 là có nhiều, rất là nhiều bạn làm bệnh án không kịp, cho nên hàng ngày mình không có kinh nghiệm để mình khám. Thì mấy em biết á, là nếu mà cái tình trạng nặng lên á, thì máu từ từ tim nó đổ về bốn cái tĩnh mạch phổi, nó gây xuất tiết cho các phế nang, nó dần làm giảm trao đổi khí. Nặng hơn nữa thì nãy nói rồi là bệnh nhân vô phục và cấp huyết động và tử vong. Cái đặc điểm thứ ba là khó thở về đêm. Thì mấy em thấy á, là bệnh tim mạch thường xảy ra vào ban đêm, suy tim nặng cũng xảy ra vào ban đêm. Chút xíu nữa mình học tới nhồi máu cơ tim nè, nhồi máu cơ tim cũng xảy ra vào ban đêm. Cho nên á, là sau này mấy em nào mà đam mê về tim mạch, à, thường thì thấy mấy em nhiều em thích tim mạch lắm, phải có sức khỏe nè, phải đi làm mà đi trực đêm, thường đi trực với thức sáng đêm, trong cái đó những cái chuyên khoa kia khỏe hơn. Tim mạch thì liên quan tới cấp cứu này kia thì thường là xảy ra vào ban đêm. Thì mấy em biết à, là bà khi mà về đêm á, thì thần kinh phế vị, tức là thần kinh phó giao cảm, hoạt động mạnh vào ban đêm, cho nên nó giống như ức chế giao cảm, thì bệnh nhân sẽ có nhịp tim chậm. Tức là không phải bệnh nhân, tất cả người bình thường như mình, thí dụ cái nhịp tim của mấy em á, bình thường tần số từ 60 tới 80 lần trên một phút, thì khi đêm tối đêm khuya đó thì thần kinh phó giao cảm sẽ đầu hoạt động mạnh, thì cái nhịp tim của mấy em ngủ lúc ngủ á, thì khoảng tầm chừng 50, có bạn bốn mấy, có bạn năm mấy. Thì mấy em đã biết rồi, ở bệnh nhân bị suy tim thì giảm thể tích mỏi nhắt bóp trong thời kỳ tâm thu, mà cung lượng tim bằng thể tích nhắt bóp nhân với tần số tim. Bản thân cái người bị suy tim thể tích nhắt bóp đã giảm rồi, bây giờ lúc nửa đêm nhịp tim nó chậm nữa thì dẫn đến cung lượng tim giảm nhiều hơn, cho nên bệnh nhân rất dễ bị khó thở, mệt vào ban đêm. À, một cái cơn suy tim cấp cũng thường xảy ra vào ban đêm. Một điểm nữa là lúc nửa đêm tới rạng sáng đó, mà em thấy khoảng 4-5 giờ sáng, lúc này thời tiết lạnh nhất, thì khi cái thời tiết lạnh gì thì nó sẽ co thắt các xuất tiết các phế quản, làm giảm cái lưu thông khí, thì dẫn đến giảm sự trao đổi oxy, thì bệnh nhân giảm sẽ khó thở nhiều hơn vào ban đêm. À, cái thuật ngữ khó thở từng cơn, thì mấy em biết rằng là khó thở từng cơn thường gặp ở bệnh nhân bị hẹp van tim hai lá. Hẹp van tim hai lá là van hai lá nó mở ra không hết trong thời kỳ tâm trương, cho nên nó cản trở máu từ nhĩ xuống thất vào thời kỳ tâm trương. À, cho nên trong bệnh nhân hẹp van hai lá, mấy em vẫn thấy được bệnh nhân có cái triệu chứng của giảm cung lượng tim, cũng như là triệu chứng của tăng áp phổi. Triệu chứng của tăng áp phổi là bệnh nhân khó thở khi nằm, khó thở khi nằm cái ta bật ta ngồi dậy, ta bật ta ngồi dậy ta thấy ta khỏe khỏe rồi, cái ta nằm xuống một chút, ta nằm ngủ chưa có ngủ gì chân, là chưa có ngủ ngon gì chân, mới vô ngủ một chút bột đột ngột khó thở, bật ngồi dậy nữa, ta gọi là khó thở từng cơn. Tức là ngồi dậy nó khỏe, sau gọi là nằm xuống cái nó mệt, bật ngồi dậy nữa một đêm rất là nhiều lần như vậy, ta gọi là khó thở thường cơn, thường hẹp van hai lá. Thì mấy em biết là hẹp van hai lá, máu ứ ở nhĩ trái, từ nhĩ trái lên bốn cái tĩnh mạch phổi, gần giống như suy tim, nhưng thật sự bệnh nhân chưa có suy tim. Kế tiếp là khó thở thường xuyên. Khó thở thường xuyên này thì mấy em sẽ gặp ở bệnh nhân ở suy tim giai đoạn nặng, giai đoạn thường là đi H4 á. À, thì giai đoạn này cần chờ ghép tim, tức là những hoạt động thông thường cũng làm bệnh nhân mệt, cũng làm bệnh nhân khó thở. À, cho nên tóm lại nè, cái triệu chứng khó thở ở bệnh nhân suy tim á, thì mấy em nhớ ba cái ý đầu là quan trọng nhất. Thứ nhất là khó thở khi gắng sức, thứ hai là khó thở khi nằm, ngồi dậy thì dễ thở hơn, thứ ba là khó thở về đêm. Ba cái ý này sẽ cho mấy em thi trong cái phần lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm, và nữa đi lâm sàng tôi sẽ hỏi thường về những cái này. À, còn khó thở từng cơn và khó thở thường xuyên thì đây là những cái thuật ngữ đặc biệt đối với những bệnh nhân mà khó thở thường xuyên là giai đoạn nặng, giai đoạn chờ ghép tim. Thì dựa vào triệu chứng khó thở, mình có thể phân độ suy tim theo hội tim mạch New York của Mỹ, mà sau này nữa đi lâm sàng mấy em gọi là NIHA. Ví dụ như mấy em đừng có gọi là suy tim độ 1 theo NIHA, mà mấy em nói thẳng luôn suy tim NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3, mấy em hiểu chưa? Tức là nói tắt lại. Thì cái bản này nữa mấy em sẽ học trong bài suy tim sau. Hôm nay giới thiệu sơ bộ cho mấy em thôi.
Hôm nay mấy em sẽ được học cái bài cơ bản nhất, cái bài nền tảng nhất của tim mạch, hay một cái bài tổng quát nhất. Sau này mình mới đi vô lên tới Y4, mình phải học từng cái bệnh học cụ thể. Mình qua cái triệu chứng thứ hai là triệu chứng đau ngực. Triệu chứng đau ngực này là một triệu chứng cơ năng. Hồi nãy khó thở cũng là triệu chứng cơ năng. Tuy nhiên khó thở mấy em có thể kiểm chứng được. Thí dụ như một người, một bệnh nhân nào đó khó thở thì mình nhìn mình thấy mình biết không? Đó, mình phải biết, mình thấy là gì? Là bệnh nhân nhịp thở nhanh là một. Thứ hai là thở co kéo các cơ hấp phụ. Thí dụ như cơ cơ ức đoàn chẩm, rồi cơ liên sườn, nặng hơn nữa mấy em thấy cánh mũi phập phồng. Mình nhìn mình thấy bệnh nhân khó thở mình biết. Tuy nhiên, đau ngực là một triệu chứng cơ năng mà bác sĩ không có khám ra được. Và tới tính tới thời điểm hiện nay không có một cái phương tiện nào, một cái máy móc nào mà có thể đo được cái cường độ đau ngực của bệnh nhân. Cho nên người ta nói rằng triệu chứng đau ngực là một triệu chứng cơ năng lệ thuộc hoàn toàn vào bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là một triệu chứng cơ năng mà lệ thuộc hoàn toàn vào bệnh nhân. Nhưng mà mấy em thấy cái triệu chứng này rất quan trọng, đặc biệt là mình chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Từ năm 1979 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một trong ba tiêu chuẩn để chẩn đoán nhồi máu cơ tim, thì trong đó đau ngực là một cái tiêu chuẩn đầu tiên. Mấy em thấy rất quan trọng, là một triệu chứng cơ năng lệ thuộc vào toàn là hoàn toàn bệnh nhân, nhưng đây là tiêu chuẩn chính để chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Ngoài nhồi máu cơ tim ra thì đau ngực là một cái triệu chứng mà đau ở những cái cơ quan tại tim và lân cận tim khác. Tuy nhiên nhồi máu cơ tim lại là một trong những cái bệnh lý quan trọng nhất. Sau này nữa mấy em đi làm mấy em biết là một cấp cứu nội khoa có tỷ lệ tử vong rất là cao. Nhồi máu cơ tim thì 30% bệnh nhân chết trước khi đưa vô bệnh viện. Vô bệnh viện chết thêm 30% nó là 60%, còn 40% đi về với biến chứng sau nhồi máu cơ tim. Thí dụ như suy tim hoặc là rối loạn nhịp tim, tức là bệnh nhân đi về bằng xe lăn, xe đẩy hết, đó là biến chứng sau nhồi máu cơ tim. Vậy thì các nguyên nhân gây đau ngực, bệnh động mạch vành tức là thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim đó các bạn, rồi phình bóc tách động mạch chủ, rồi viêm màng ngoài tim, hoặc là những bệnh lý ở phổi và màng phổi, rồi bệnh lý ở thành ngực, rồi bệnh lý ở đường tiêu hóa, và đặc biệt là thực quản á. Mấy em thấy gặp nhiều nhất là trào ngược dạ dày thực quản cũng có cái triệu chứng đau ngực giống như nhồi máu cơ tim. Cho nên những cái bệnh lý này hôm nay mình sẽ học cái đặc điểm đau ngực do bệnh động mạch vành như thế nào. Và nói trước nha, cái bài này á, là sẽ hỏi cho mấy em đi lâm sàng rất là nhiều, từ hỏi lâm sàng tới hỏi lý thuyết tới thi tốt nghiệp luôn, hỏi mà mấy em vẫn còn lộn. Tại vì tim mạch cái thuật ngữ nó thay đổi mỗi ngày. Mấy em thấy á, là thay đổi liên tục. Ví dụ như vài tháng mình không đọc bài đi, đến là nó không có cập nhật à. Chừng nữa mấy em đi đi bệnh viện rồi mấy em biết các guideline trên thế giới, rồi các khuyến cáo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đối với một số cái chuyên ngành khác tôi không biết làm sao, chứ về tim mạch thì thay đổi rất là nhiều. Hội tim mạch châu Âu, hội tim mạch Hoa Kỳ, tất cả các hiệp hội đã khuyến cáo lên cái bệnh đây mình thay đổi theo, đôi khi có một năm là người ta khuyến cáo một lần, rồi tới hội tim mạch Việt Nam. Cho nên là các thuật ngữ cứ thay đổi tới lui làm cho các bạn khó nắm được cái bệnh tim mạch. Thường các bạn nói nó khó chứ không khó, mình chú ý một chút là được. Vậy thì hôm nay mình sẽ học kỹ cái đau ngực mà do bệnh động mạch vành. Bây giờ là từ năm thứ ba mà các bạn phải lưu ý nè. Đối với bệnh động mạch vành, đã nói bệnh động mạch vành thì phải hiểu ngay cái cơ chế là tắc hẹp động mạch vành do cơ chế xơ vữa. Mấy em tưởng tượng như là gì? Động mạch vành là giống như những nhánh sông. Những nhánh sông thì những nhánh sông này nó mang nước tới cung cấp cho những cái vùng đất, tức là động mạch vành thì mang máu tới cung cấp cho vùng cơ tim. Cái nhánh động mạch vành nào tắc thì ngay cái vùng cơ tim mà cái động mạch vành đó mang máu tới nuôi nó bị thiếu máu. Nhẹ thì gọi là thiếu máu, nặng thì gọi là nhồi máu. Những cái vùng khác không ảnh hưởng, cho nên người ta gọi là thiếu máu cục bộ. Cục bộ là ngay tại động mạch vành đó, em hiểu chưa? Vậy thì đối với bệnh động mạch vành, từ triệu chứng học nè,
tới cận lâm sàng nè, tới điều trị, tới tiên lượng vân vân, thì mấy em tách ra làm hai. Thứ nhất là bệnh động mạch vành mạn, tức là thể nhẹ và thể trung bình. Cái nhóm thứ hai là bệnh động mạch vành cấp, hay còn gọi là hội chứng động mạch vành cấp. Hội chứng động mạch vành cấp thì nhồi máu cơ tim là một thể bệnh trong hội chứng động mạch vành cấp. Vậy thì một cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành để chẩn đoán một bệnh động mạch vành mạn như sau. Thứ nhất là cái hoàn cảnh khởi phát. Chừng nữa mấy em đi làm bệnh án á, đi lâm sàng hay làm bệnh án á, thì cái lý do vào viện mấy em ghi thường chỉ ghi đau ngực thôi nha, thường Y3 không biết là mới vô là có một số bạn không biết làm bệnh án á, thì sẵn đây nhắc luôn. Thì cái lý do vào viện á, thì mấy em ghi chữ đau ngực, không có mô tả gì thêm. Rồi tới phần bệnh sử, thì cái câu đầu tiên trong cái phần bệnh sử mấy em phải nói cái hoàn cảnh khởi phát đau ngực. Đi lâm sàng mình không có hỏi bệnh nhân hoàn cảnh khởi phát đau ngực của bà là gì, mà phải hỏi đau bắt đầu khi nào. Vậy thì cái mẫu bệnh án tim mạch này đó là mấy em sẽ không được thay đổi đó. Chừng nữa tôi chấm điểm bài cho mấy em là tôi chấm trên một cái mẫu bệnh án. Sẵn đây tôi nói tôi hướng dẫn sơ bộ cho tụi em luôn. Cái sau này còn bệnh bệnh án nữa. Vậy thì mấy em biết rằng là đối với bệnh động mạch vành, thiếu máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim, thì mấy em phải tính từng giờ từng phút, từng giờ từng phút. Thí dụ như là cái câu đầu tiên là hoàn cảnh khởi phát, thì mấy em ghi là cách nhập viện bao nhiêu giờ, bệnh nhân đang làm cái gì đó thì cảm thấy đau ngực. Đó thì câu đầu tiên, tất cả các bệnh thì mình cũng phải làm giống vậy, chứ không được tính bằng ngày. Thí dụ như 24 giờ thì ghi 24 giờ, trừ khi 3-4 ngày thì mình ghi 4 ngày được. Nhưng giai đoạn đầu, tại vì nhồi máu cơ tim ta tính là một cấp cứu nội khoa, người ta tính từng giờ từng phút để sau này mình làm bác sĩ, mình điều trị, mình sẽ cứu cái vùng cơ tim, mình cứ cứu vùng cơ tim còn sống. Tức là mấy em phải tính từng giờ. Ví dụ như sau này mấy em nữa ra trường, mấy em làm bệnh án, mấy em điều trị cho bệnh nhân, thì mấy em phải ghi đau ngực giờ thứ mấy, nhồi máu cơ tim giờ thứ mấy. Bây giờ mình tập một cái thói quen là câu đầu tiên chính là hoàn cảnh khởi phát. Một cái hoàn cảnh khởi phát của cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành thường khởi phát sau một hoạt động gắng sức. Một hoạt động gắng sức nãy tôi nói mấy em rồi, hoặc một xúc cảm, một cái stress, một cái xúc cảm mạnh. Đôi khi mình gặp thời tiết lạnh. Nếu như ở Việt Nam mình á, mấy em thấy thời tiết lạnh thường thường gần Tết, cái mùa Noel á, hơi lạnh chút thì cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim gia tăng. Hoặc là trong một ngày thì cái thời gian mà rất dễ khởi phát nhồi máu cơ tim nhất đó là 4-5 giờ sáng, nãy tôi nói rồi, cái thời tiết lạnh nhất. Đó là hoàn cảnh khởi phát sau một hoạt động gắng sức hoặc một xúc động mạnh, một xúc cảm gặp nhiều nhất. Rồi cái vị trí đau, mấy em nhìn lên màn hình đây, cái vị trí đau á thì đau sau xương ức hoặc là ở vùng ngực trái. Thì mấy em thấy đau lan lên vai trái, đau lan lên cổ, lên hàm bên trái và lan ra cánh tay trái. Nhớ rằng là lan ra cánh tay trái thì chỉ mặt trong cánh tay trái, giống như cái hình trên bảng. Mặt trong cánh tay trái giống như cái hình trên bảng và lan ra hai ngón tay số 4 và số 5. Mấy em nhìn cái hình mà trên bảng nè, là mặt trong cánh tay trái người ta sơn màu đỏ nè, là gì? Là đường đi của dây thần kinh trụ. Vậy thì đường đi của dây thần kinh trụ và thần kinh tim, thần kinh trụ và thần kinh tim nó cùng một nguồn gốc ở sừng sau tủy sống, cho nên mà khi đau ở tim thì nó kích thích thần kinh trụ đau theo. Cho nên mấy em thấy rằng là thường mấy em chẩn đoán nhầm. Bây giờ một cái trong cái tình hình thực tế hiện nay đó, mấy em đi lâm sàng rồi mấy em sẽ biết, một bệnh nhân đau ngực mà vào bệnh viện đó, thường bác sĩ phòng khám hoặc bác sĩ cấp cứu thường hay chuyển lên khoa tim mạch. Tức là gì? Đau ngực là một triệu chứng cơ năng gặp rất là nhiều bệnh lý, hồi nãy tôi nói rồi. Tuy nhiên chỉ có bệnh tim mạch mới nguy hiểm nhất, trong đó có nhồi máu cơ tim. Nhưng mà cái gì mình cũng sợ chứ. Cứ đau ngực là mình sợ nhồi máu cơ tim, mà gửi như người ta không có, mà mình chẩn đoán nhầm, người ta uống thuốc giết ta cũng chết. Một người nhồi máu cơ tim là coi như là uống thuốc suốt cuộc đời, gặp bác sĩ suốt cuộc đời, một ngày uống 5-7 viên thuốc. Chưa kể bệnh lý phối hợp có thể uống cả chục viên thuốc một ngày. Đó. Cho nên là
Một sao trong những cái bệnh lý mà thường gặp mà thấy đau đau cái ngực mà đau cả cánh tay là không phải nha mấy em, chỉ đau mặt trong thôi. Có một vài người ta bị thoái hóa cột sống cổ, nó chèn ép dây thần kinh ngoại biên á, nó đau xuống cái vai trái nha, đôi khi xuống ngực bên trái chỗ này chút nè, và nó lan ra cả cánh tay, lan ra cả cánh tay là mặt trong mặt ngoài luôn. Tôi dở nó nói bác sĩ ơi tôi dở cái tay lên không được, tôi đưa cái tay ra phía sau không được, tức là nó tê, nó đau hết cả cánh tay luôn, thì đó không phải là nhồi máu cơ tim. Ở chỗ này thì mấy em cần lưu ý chỉ có lan dọc theo dây thần kinh trụ. Đối với một cơn đau thắt ngực điển hình, nhắc lại nha, nhắc đi nhắc lại, mốt nó sẽ gặp sẽ bệnh bệnh án sẽ nhắc tiếp nữa. Cơn đau thắt ngực điển hình của mạch vành để chẩn đoán bệnh động mạch vành mạn hay lâm sàng mình còn gọi là thiếu máu cơ tim hay bệnh tim thiếu máu cục bộ, nó có nhiều thuật ngữ lắm nha. Vậy thì nếu mà thể nhẹ và thể vừa đó thì đau như vừa phải à, có người ta thả đau ta nói đau như siết chặt, đau như siết chặt, có nhiều người ta mô tả như này, ta nói giống như tôi đang đứng ở đằng trước có một người phía sau mà ôm chặt rồi, mấy em hiểu không, giống như mấy em đang đứng như vậy đó, bạn đi sau lưng mình không thấy, bạn đi sau lưng mình, đứng sau lưng mình siết chặt mình lại dở mình luôn, đau như siết chặt, gọi đau như đè nặng, tức là nói bác sĩ ơi giống như có cục đá gì mấy chục ký đè lên ngực tôi, hoặc là đau như bóp nghẹt, đau như bóp nghẹt à, giống như có ai lấy thọt tay vô bóp trái tim tôi, là có nhiều người mê tín dị đoan rồi nói có ai theo ám có ngày bóp chặt trái tim lại. Mấy em biết ở Việt Nam mình là một nước đang phát triển và nước nghèo, đi xét về nước nghèo thì bệnh tim mạch thường xảy ra ở những nước giàu như Mỹ và những nước phát triển khác. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà mắc bệnh tim mạch người ta cao nhưng cái tỷ lệ tử vong người ta thấp hơn mình. Ở Việt Nam mình nói chung và ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng thì mấy em thấy là khi mà người ta bệnh á, thì ngày nay còn đỡ là trước đây á, thì thường người ta ít tới bệnh viện liền, thường người ta đi cạo gió nè, ở miền Tây mình á, mấy em thấy đi cạo gió nè, đi giác hơi nè, đi cắt nè, đi lễ nè, và có nhiều người trên lồng ngực đi vô nhồi máu cơ tim mà không có đi bác sĩ mà lấy cái lưỡi lam mà cắt mà nặng máu ra. Đó. Rồi có nhiều người đỡ hơn chút đi tới dược sĩ, đi tới những cái quầy thuốc để mua thuốc liều uống, tức là than đau ngực. Chính vì vậy mà khi bệnh nhân mà tới bệnh viện rồi thì cái thời gian nó đã trễ. Thì mấy em biết là khi một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, tức là cơ tim nó hoại tử, mà một khi cơ tim nó hoại tử thì nó sẽ không hồi phục à, nó sẽ để lại biến chứng di chứng. Ừ. Cho nên rằng là gì, là ta phải tính từng giờ từng phút để cấp cứu, để cứu cái vùng cơ tim đó. Ví dụ như cái động mạch vành mà nó mới vừa tắc hẹp thì tới ngay bệnh viện thì mình điều trị thì cái vùng cơ tim mới có cơ may còn sống, chứ mình để lâu quá, mình kéo dài cái thời gian quá thì sau này tới học tới bệnh động mạch vành tôi sẽ nói cho mấy em biết, đi lâm sàng tôi mới nói biết là cái thời gian vàng nó là như thế nào, rồi mình điều trị nó như thế nào đó. Mình nói nhiều ở đây quá hồi nó trễ cái phần sau. Rồi tiếp tục nữa, cái thời gian đau ngực, cái thời gian đau ngực của một cái bệnh động mạch vành mạn thì từ vài phút cho tới 15 phút. Khi nói vài phút mà dân học lý thuyết gì nữa, đi bệnh viện mấy em chạy theo mấy em hỏi vài phút là bao nhiêu, bây giờ nhắc luôn là mấy em sửa là từ 2 phút đó cho nó dễ, khỏi hỏi nữa, từ 2 cho tới 15 phút đó là bệnh động mạch vành mạn. Một chút xíu nữa là bệnh động mạch vành cấp là trên 20 phút, tức là nhồi máu cơ tim đau ngực kéo dài trên 20 phút. Còn bệnh động mạch vành mạn là từ 2 tới 15 phút, còn từ 15 tới 20 là cái vùng xám, thường cái ranh giới à. Vậy thì trong cái phần bệnh sử, chừng nữa mấy em làm bệnh án thì bắt buộc mấy em phải ghi được cái thời gian đau ngực vô, nữa tôi sẽ kiếm cái phần đau ngực, cái thời gian tôi chấm điểm cho mấy em à, trong cái phần bệnh sử mình phải hỏi cho kỹ cái thời gian đau ngực. Nhiều bạn không có chú ý, ngay cả mình làm một cái bệnh án tim mạch mà mình không có hỏi thời gian đau ngực làm sao mình biết chẩn đoán bệnh mạch vành cấp và bệnh động mạch vành mạn. Rồi một điểm nữa, trong cái bệnh động mạch vành mạn thì bệnh nhân sẽ hết đau, giảm đau khi bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi hoặc là sử dụng nitrat. Nitrat là những cái là thuốc giãn mạch á. Cái thuốc nitrat hiện nay mấy em thấy trên thị trường á, thì có dạng gì, dạng uống
dạng uống là isosorbate mononitrat, còn dạng ngậm dưới lưỡi là isosorbate dinitrat, còn dạng truyền tĩnh mạch, rồi dạng gì nữa, dạng dán, dán giống như cái miếng dán salopat của mình đó, dạng gì nữa, dạng xịt, nó rất là nhiều, đa dạng, rất là nhiều đường sử dụng. Thì những cái dạng sau này là ta thường ta sử dụng là nitroglycerin, à thì là một cái thuốc giãn mạch. Ví dụ như ta nói như này, sẽ từ tầng trên lầu, tôi ngồi nghỉ, tôi đau ngực, tôi ngồi nghỉ nó hết trong vòng 15 phút, thì mình nói rằng có đáp ứng với nghỉ ngơi. Hoặc là số người ta nói là tôi biết tôi bị thiếu máu cơ tim rồi, tôi đặt ngược, tôi lấy viên nitrat, tôi thuốc ngậm dưới lưỡi, tôi ngậm vô, vậy thì mình gọi là đáp ứng với thuốc giãn mạch, tức là bệnh nhân sẽ hết đau khi nghỉ ngơi hoặc là sử dụng nitrat. Thì các bạn cần phân biệt dưới cái đau ngực kiểu có thắt động mạch vành, Ring metan, hay còn gọi là đau thắt ngực biến thái. Thì đau thắt ngực Ring metan là gì? Là cái động mạch vành không phải nó bị hẹp do xơ vữa, động mạch vành thông thương bình thường, tuy nhiên nó thiếu máu cơ tim cấp trong trường hợp này là do co thắt động mạch vành. Co thắt, mặc do co thắt này thường xảy ra ở những người mà tiếp xúc yếu tố lạnh, đặc biệt là những người mà uống rượu uống bia mà đi lát xe nước đá, để vô thùng nước đá đã bia đã lạnh rồi, trong cái ly đã có cục nước đá rồi, còn lát xe nước đá sao thiệt là lạnh rồi, uống vô vô chừng năm ba người cùng vô cái năm ba ba ly là vô nó co thắt động mạch vành. Và mấy em biết rằng là động mạch vành mà nó co lại thì cái lượng máu nó cung cấp cho cái cơ tim phía sau nó cũng bị hạn chế. Nếu mà co thắt động mạch vành liên tục và kéo dài thì cũng xảy ra nhồi máu cơ tim. Cho nên những đối tượng đau thắt ngực biến thái này, Ring metan này nè, các bạn cấp cứu bằng cách bạn giữ ấm cho bệnh nhân, các bạn cho bệnh nhân ngậm nitrat liền, thì cái đối tượng này không cần đưa đi bệnh viện hay cho sử dụng nitrat, ngay lập tức thì bệnh nhân sẽ khỏi. Còn nếu mình cấp cứu mà trễ quá thì bệnh nhân vẫn bị vô nhồi máu cơ tim cấp. Thì đây là Hội Tim Mạch Hoa Kỳ và Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ hướng dẫn mình xác định chẩn đoán một cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành. Sau này mấy em đi lâm sàng, mấy em làm bệnh án thì mấy em ghi là bệnh nhân đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành hai chấm ra, có ba cái yếu tố phía dưới, thì cái phần này mấy em ghi cho cái phần tóm tắt bệnh án, nghe kịp chưa, ghi cho phần tóm tắt bệnh án. Thì giống như hồi nãy giờ tôi nói với mấy em thôi, bây giờ sắp xếp là theo tiêu chuẩn, theo guideline thôi, theo tiêu chuẩn hướng dẫn chẩn đoán của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Thì khi nào mình chẩn đoán một bệnh nhân có cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành, cái tiêu chuẩn thứ nhất là bệnh nhân đau sau xương ức hoặc là vùng ngực trái, với tính chất và thời gian điển hình. Tính chất điển hình là gì? Là đau như đè nặng, đau như siết chặt, đau như bóp nghẹt. Thời gian điển hình là gì? Từ 2 cho tới 15 phút. Cái tiêu chí thứ hai là chính là hoàn cảnh khởi phát, hồi nãy tôi đã hướng dẫn các em rồi, tức là xuất hiện sau một gắng sức hoặc một xúc cảm mạnh. Cái tiêu chí thứ ba là có đáp ứng với nghỉ ngơi hoặc là sử dụng nitrat. Nếu mà đủ ba cái yếu tố này thì mấy em gọi là một cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành. Còn nếu chỉ hai yếu tố thôi thì gọi là không điển hình. Còn nếu một hoặc không cái yếu tố nào thì không phải đau ngực, mình tìm nguyên nhân khác, mình tìm những bệnh lý khác làm bệnh nhân đau ngực. Thì cũng dựa vào triệu chứng đau ngực, người ta phân độ đau ngực theo CCS, tức là Hội Tim Mạch Canada. Chừng nữa mà em đi lâm sàng mới gọi là đau ngực CCS1, CCS2, CCS3, CCS4, nó tắt lại chứ không nó gọi là Hội Tim Mạch Canada, dài dòng lắm, nó CCS là ta biết rồi. Vậy thì từ độ 1 cho tới độ 4 là theo thứ tự nặng dần. Thì ở bên Canada người ta sắp theo dãy nhà, nhưng mà ở Việt Nam mình mà mấy em sắp theo dãy nhà, tức là khả năng gắng sức của bệnh nhân đi được mấy cái dãy nhà thì không bao giờ mấy em chẩn đoán được bệnh nhân. Tại Việt Nam mình cất nhà không theo dãy, trống chỗ nào cất chỗ đó, cho nên là rất khó xác định dãy nhà. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mấy em đổi ngang qua là đi cầu thang, đi lên thang lầu. Vậy thì CCS1 là gì? Là những hoạt động thông thường không làm bệnh nhân đau ngực, những sinh hoạt bình thường, những hoạt động gắng sức rất là mạnh mới làm bệnh nhân đau ngực. Thí dụ như bình thường nó có đau, như bữa đó ta chuyển nhà đi chỗ khác, ta khiêng tủ, khiêng bàn, khiêng ghế, ta đau ngực một chút, thì đó là CCS1.
Cái CCS2 là gì? CCS2 là mấy em phải hiểu một cái rất là dễ nè. Tức là người này đi từ tầng trệt, mấy em đổi ra nha, đổi ra cái khả năng gắng sức tương ứng với người này đi từ tầng trệt lên được một tầng lầu là không có đau ngực, mà lỗi tiếp tục thêm một tầng nữa là đau ngực. Cho nên CCS2 là mấy em mấy em thử đổi ra là tương ứng với giống như một cái người này chỉ ở nhà một trệt một lầu thôi, cất hai tầng thì không bao giờ đi một mạch tới tầng thứ hai được, đau ngực liền, ở nhà một trệt một lầu. Còn CCS3 là gì? CCS3 là người này chỉ ở biệt thự không có tầng lầu nào thôi, tức là không leo cầu thang được, miễn sao bước lên chân lên cầu thang một tầng lầu thôi đã bị đau ngực rồi, không quá một tầng lầu đó. Vậy thì đó là CCS3 là chỉ ở nhà trệt thôi. Mình ước lượng qua cho mình dễ nhớ ha. Còn CCS4 là gì? CCS4 là những hoạt động thông thường cũng làm bệnh nhân đau ngực. Thí dụ như từ cái giường bệnh người ta đi vô cái nhà vệ sinh một chút thôi, loại bộ thì đau ngực. Cầm cái chổi lên quét nhà một chút thôi, đau ngực. Đó. Cho nên những hoạt động thông thường cũng làm bệnh nhân đau ngực. Đôi khi nhiều người cầm cái chén cơm lên ăn cũng đau ngực. Những hoạt động nhẹ, gắng sức nhẹ cũng làm đau ngực. Đó là CCS4 là nặng nhất. Bây giờ tới hội chứng động mạch vành cấp, tức là bệnh động mạch vành cấp. Hồi nãy nói rồi, nhồi máu cơ tim là một thể bệnh trong hội chứng động mạch vành cấp. Trong hội chứng động mạch vành cấp đối với I3 thì mấy em biết là có hai cái bệnh lý, hai cái thể bệnh. Một là cơn đau thắt ngực không ổn định, hai là nhồi máu cơ tim cấp. Thì nữa mình học tới điều trị thì phần nhồi máu cơ tim cấp này mình tách ra làm hai. Một là nhồi máu cơ tim có ST trên lên, hai là nhồi máu cơ tim không ST trên lên, ST trên lên trên điện tim đó. Em nghe kịp chưa? Nhắc lại nè, nhồi máu cơ tim thì chừng nữa mấy em đi điều trị học và là điều trị lâm sàng đó thì mấy em sẽ tách ra làm hai. Nhồi máu cơ tim mà trên điện tim có ST trên lên, tức là khi một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà trên điện tim có ST trên lên thì động mạch vành đã tắc cấp tính và tắc hoàn toàn động mạch vành. À, còn nhồi máu cơ tim mà trên điện tim không có đoạn ST trên lên, không có đoạn ST trên lên, có thể là ST đẳng điện hoặc là ST trên xuống thì động mạch vành tắc nhưng mà tắc chưa hoàn toàn, cơ tim lúc này hoại tử một phần. Đó này nói sơ qua thôi, thì giờ nữa mình học tới cái bệnh học này thì nó kỹ hơn. Vậy thì cái tính chất đau ngực của bệnh nhân bị hội chứng động mạch vành cấp hay là nhồi máu cơ tim đi, đó cho nó dễ cho mấy em dễ hình dung. Nhồi máu cơ tim thì nó có những đặc điểm như thế nào? Thứ nhất là có thể xảy ra lúc nghỉ ngơi. Mấy em phải hiểu từ có thể, tức là thường gặp nhất cũng sau gắng sức hoặc là sau khi một cái xúc cảm mạnh, nhưng vì nhồi máu cơ tim nó nặng quá cho nên có thể xảy ra lúc nghỉ ngơi, được chưa? Cái thứ hai là thể nặng mà cho nên đau dữ dội hơn, đau nhiều hơn, thời gian kéo dài trên 20 phút tới hàng giờ. Và cái hướng lan cũng rất là rõ, lan lên vai trái, lan ra mặt trong cánh tay trái và lan ra ngón tay số 4 và số 5 rất là rõ. Thì một bệnh nhân bị hội chứng động mạch vành cấp hay nhồi máu cơ tim thì đáp ứng rất kém hoặc là không đáp ứng với nghỉ ngơi hoặc là sử dụng nitrat. À, ví dụ ta đau ngực, ta ngồi ta nghỉ, nó nếu bệnh động mạch vành mạn thì nó bớt giảm hết đau ngực, còn vô nhồi máu cơ tim rồi thì nghỉ ngơi không hết, chính vì vậy mà bệnh nhân phải nhập viện. À, ít đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Rồi, mấy em cần chẩn đoán phân biệt với viêm đau ngực do viêm màng ngoài tim. Viêm màng ngoài tim thì sang năm tôi sẽ dạy cho các bạn bệnh lý này. Thì cái viêm màng ngoài tim á, thì giữa lá thành và lá tạng nó bị viêm thì nó có hai thể, một là thể khô, hai là thể tràn dịch màng ngoài tim. Ở đây mình nói thể khô thì mấy em thấy là bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim cũng đau ngực, nhưng mà cái tính chất đau ngực của viêm màng ngoài tim là tăng lên khi bệnh nhân ho, bệnh nhân hít thở. Chính vì vậy mà mấy em nữa đi bệnh viện, mấy em thấy một bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim thì người ta không dám thở mạnh, không dám thở sâu, không dám hít sâu vô, hít sâu nó đau. Cho nên là gì, đối với viêm màng ngoài tim á, thì thường cái nhịp thở người ta nhanh nông, thở nhanh nông, thay đổi tư thế cũng đau luôn. Còn nhồi máu cơ tim không có vậy. Cái chẩn đoán phân biệt thứ hai nữa cũng gần giống như nhồi máu cơ tim mà các bạn cần lưu ý, đó là đau ngực do phình bọt tách động mạch chủ. Vậy thì mai mốt mình ra trường mình làm bác sĩ, những đối tượng nào mà mình nghĩ tới một bệnh nhân
bị phình một tắc động mạch chủ khi bệnh nhân có triệu chứng đau ngực. Thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi, thứ hai là bệnh nhân có huyết áp tăng, thường huyết áp thâm thu trên 180 mm thủy ngân. Và cái triệu chứng của đau ngực của phình bóc tắc động mạch chủ nó khác với đau ngực dòng máu cơ tim. Ở chỗ đau ngực dòng máu cơ tim cũng đau dữ dội luôn nhưng mà nó tăng dần, còn đau ngực do phình bóc tắc động mạch chủ là đau đột ngột, nếu nó có tăng dần thì tăng dần rất là nhanh, tức là đến 1, 2, 3 khi cái động mạch chủ nó bung ra thì ngay tại vị trí bóc tách nó sẽ đau ngay đó. Bệnh nhân sẽ có cảm giác như xé ra, như đau nhói, như xé ra, đau rất là nhanh, đang bình thường như đau đột ngột liền ngay lập tức nó bóc tách. Một số cái nguyên nhân khác mà không phải do tăng áp, có thể bệnh nhân do chấn thương hoặc là do thoái hóa, nhưng mà ít gặp hơn, phần lớn là do tăng huyết áp. Triệu chứng kế tiếp là triệu chứng ho ra máu. Khi mình tiếp cận với một bệnh nhân bị ho ra máu á, thì thường nhân viên y tế mình hay nghĩ ngay từ một bệnh lý là ho lao. Nhưng mà chừng nữa mấy em đi khoa tim mạch đi, mấy em sẽ thấy rằng là ho ra máu gặp ở khoa tim mạch rất nhiều. Đó. Vậy thì đầu tiên nè, mình phải xác định coi cái dịch xuất tiết này có phải là ho ra máu hay không. Thì mấy em nhìn lên màn hình nè, mấy em thấy cái dịch xuất tiết này phải có bọt và bóng khí. Máu nó xen lẫn với bọt và bóng khí. Đôi khi ta chảy máu răng, máu ở dòm họng, rồi máu ở đường tiêu hóa nó khác nha. Còn máu ở đường hô hấp, ta ho ra máu thì phải có bọt và bóng khí. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên mình nhìn cái dịch xuất tiết tại ra phải có bọt và bóng khí thì đi tim mạch, thì mấy em nhớ rằng là những bệnh nhân mà ho ra máu á, thì thường gặp ở những bệnh nhân là phù phổi cấp. Hồi nãy tôi nói với em suy tim cấp dẫn đến phù phổi cấp, rồi tăng huyết áp là dẫn đến phù phổi cấp luôn, suy tim dẫn đến phù phổi cấp luôn. Hoặc là những bệnh nhân hẹp van tim hai lá, ở những bệnh nhân hẹp van tim hai lá nãy nói rồi là máu ứ ở nhĩ trái, sau nó ứ giật lùi lên bốn cái tĩnh mạch phổi, nó tăng áp phổi, đôi khi nó xuất tiết ra làm bệnh nhân ho ra máu. Hoặc là bệnh nhân bị thuyên tắc phổi, bị tắc mạch phổi, thì nhớ là bệnh nhân bị thuyên tắc phổi thì cũng nằm ở khoa tim mạch luôn. Thì mấy em thấy nữa đi khoa tim mạch, mấy em thấy là gặp hầu hết tất cả các bệnh lý liên quan tới mạch máu, liên quan tới tim, mặc dù là ở phổi nhưng mà vẫn nằm ở khoa tim mạch, thuyên tắc phổi, thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng ho ra máu. Cái tiếp là triệu chứng phù. Thì phù cũng là một triệu chứng cơ năng mà các bạn sẽ gặp ở bệnh nhân bị suy tim và những bệnh lý khác. Suy thận cũng phù, xơ gan cổ trướng cũng phù, suy dinh dưỡng cũng phù, giãn tĩnh mạch cũng phù, vân vân. Hôm nay mình sẽ học coi phù do suy tim có những đặc điểm như thế nào. Nhớ là một bệnh nhân bị suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ mới có triệu chứng phù. Còn nếu chỉ suy tim trái đơn thuần thì không có triệu chứng phù. Vậy thì đứng trước bệnh nhân phù, thì khi mấy em hỏi bệnh, khi đi bệnh viện mấy em hỏi bệnh, thì mấy em phải hỏi ít nhất 5 câu hỏi như sau, và mấy em phải giải quyết từng câu hỏi đó. Câu thứ nhất là phù đầu tiên xuất hiện ở đâu? Đối với bệnh nhân suy tim phải hay suy tim toàn bộ thì phù đầu tiên xuất hiện ở hai chân, hai chi dưới, hai chân. Nhưng mà đối suy tim nặng có thể phù toàn thân, nhưng mà giai đoạn đầu là phù hai chân. Có nhiều người ta không biết phù, các em ta nói rằng bác sĩ ơi sao chiều tôi đi chân tôi dở không lên, nặng chân quá. Mà thường mình khám buổi sáng, có khi mình cũng thấy. Hoặc là có nhiều người nói sáng tôi mang đôi dép vừa, sao chiều dép chật nứt à? Đó là những cái câu thường ngày của bệnh nhân thường hay nói, chân nặng dở không lên, đi dở, đi rất là nặng nề. Cái câu thứ hai mình cần khai thác đối với bệnh nhân là phù tăng lên khi nào. Vậy thì ở bệnh nhân phù do suy tim thì mấy em thấy là phù tăng lên khi bệnh nhân đứng lâu hoặc là phù vào buổi chiều, phù vào buổi chiều. Câu thứ ba là bệnh nhân có làm gì cho giảm phù hay không, thì các bạn phải hỏi bệnh nhân cho kỹ, cho người ta biết hết trơn. Ví dụ ta nói chân tôi phù sưng vậy, tôi nằm tôi kê cái chân lên, kê cái chân lên thì máu trở về tim được nhiều hơn thì nó gì giảm phù. Nhưng mà nãy nói rồi,
Một bệnh nhân bị suy tim mà nằm đầu thấp, kê cái chân cao lên, máu dồn ngược về tim thì nó quá tải thể tích, chút bệnh nhân sẽ khó thở, đưa vô cấp cứu luôn. Cho nên rằng là gì, thà để cái chân phù vậy mà nó không khó thở nó còn đỡ, mà nằm mà gác cái chân lên một hồi máu nó dồn trở về tim nó vô, mệt và khó thở nó còn nhiều hơn nữa. Đó. Cái vấn đề thứ tư là cái tính chất của phù. Cái tính chất của phù ở bệnh nhân suy tim đó, mấy em nhìn lên bảng mấy em thấy á, mấy em nhấn trước xương chài đó, thì phù cái đặc điểm trong giai đoạn đầu phần lớn á, là bệnh nhân phù trắng, mềm, ấn lõm, không đau. Nhưng mà tới suy tim nặng thì nó không còn phù trắng nữa mà nó chuyển sang phù tím. Nhớ ha, phần lớn là bệnh nhân phù trắng, mềm, ấn lõm, không đau. Còn nếu mà bệnh nhân mà suy tim nặng hoặc là kèm theo tim bẩm sinh có xanh từ phải sang trái thì mấy em sẽ thấy phù tím. Rồi kế tiếp là triệu chứng ngất. Ngất là bất tỉnh, mất ý thức. Thì ngoài mình hay gọi là xỉu, nhưng xỉu ngất. Vậy thì đứng trước bệnh nhân ngất á, thì mình phải cần tìm cái nguyên nhân gây ngất ngất là gì. Thường mấy em thấy ở ngoài phụ nữ á, thường hay ngất nhiều. Nhưng mà nam, bạn nam nào mà hay ngất cái thì coi chừng bệnh lý nguy hiểm. Ngày nay ta đặc biệt chú ý tới hội chứng Prader-Willi, là một bệnh di truyền nằm trên nhiễm sắc thể SCN5A gây đột tử ở nam giới trẻ tuổi. Người nam nào mà hay xỉu là phải đi đo điện tim kiểm tra liền coi có hội chứng Prader-Willi không. Đây là cái hội chứng mà các bạn thấy là cần điều trị bằng đặt cái máy khử rung trong buồng tim, trong thời bệnh nhân sẽ tử vong. Vậy thì những cái triệu chứng ngất là liên quan tới một số bệnh lý. Thứ nhất là block nhĩ thất cao độ. Block nhĩ thất cao độ, block nhĩ thất độ 2, Mobius type 2 hoặc block nhĩ thất độ 3. Tức là những cái block nhĩ thất này làm nhịp tim bệnh nhân chậm. Hoặc là sinus xoang cũng làm bệnh nhân chậm, nhịp tim chậm. Rồi bệnh động mạch vành, tức là thiếu máu cơ tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim mà tắc cái động mạch vành phải rất dễ bị nhịp tim chậm. Hoặc là bệnh cơ tim phì đại, hẹp van động mạch chủ. Rồi bệnh nhân bị hạ huyết áp. Hạ huyết áp thì gặp nhiều á. Hạ huyết áp thì mấy em thấy là do bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp quá liều. Những cái nguyên nhân này mấy em gặp nhiều. Rồi những cái rối loạn nhịp tim khác như nhịp nhanh thất rồi này kia, thì nói chung là nhịp tim chậm quá cũng làm bệnh nhân ngất, mà nhịp tim nhanh quá cũng làm bệnh nhân ngất. Mấy em hiểu cơ chế tại sao nhịp tim chậm quá làm bệnh nhân ngất là do giảm cung lượng tim, là này mình dễ hiểu rồi. Còn nhịp tim nhanh quá cũng làm bệnh nhân ngất do giảm thể tích nhát bóp. Tức là nhịp tim nhanh nhưng mà những nhát bóp này người ta gọi là những nhát bóp không hiệu quả, chưa đủ thời kỳ tâm trương. Cho nên là nhanh quá cũng không được, nhịp chậm quá cũng không được. Kế tiếp là triệu chứng xanh tím. Triệu chứng xanh tím là tím môi và đầu chi. Vậy thì đứng trước một bệnh nhân tím thì các bạn phải cần xác định coi đây là tím trung ương hay là tím ngoại biên. Tím trung ương là gì? Tím trung ương là tím môi, đầu chi, tím luôn cả niêm mạc thì gọi là tím trung ương. Thí dụ như mình khám niêm mạc sao? Kiều nhân le lưỡi ra, có niêm mạc lưỡi, hoặc là lập niêm mạc mắt lên. Thường nó có niêm mạc lưỡi, miệng, và mắt. Vậy thì nếu mà tím luôn cả niêm mạc thì mình gọi là tím trung ương. Vậy là nguyên nhân nào gây tím trung ương? Tím trung ương là thường do tim bẩm sinh, có cái xanh từ phải sang trái. Trong tất cả các tim bẩm sinh thì thông liên nhĩ là chiếm tỷ lệ cao nhất trên 80%. Các bạn nghe kịp chưa? Trong tất cả các tim bẩm sinh thì thông liên nhĩ là một cái bệnh lý mà gặp nhiều nhất. Ví dụ như thông liên nhĩ mà cái xanh từ nhĩ phải sang nhĩ trái, cái luồng máu từ nhĩ phải sang nhĩ trái thì mấy em thấy bệnh nhân sẽ có tím. Ta gọi là tím trung ương, ta gọi là xanh phải trái. Còn tím môi và đầu chi thôi, mà niêm mạc lưỡi và niêm mạc mắt người ta không có tím, ta gọi là tím ngoại biên. Mà tím ngoại biên á, là tím nguyên nhân phần lớn là do bệnh nhân bị suy tim. Kế tiếp là triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực. Triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực là bệnh nhân có cảm giác như tim đập mạnh, tim đập nhanh. Hoặc là có nhiều người nói bác sĩ ở tim tôi lâu lâu mất nhịp, lỗi nhịp. Hoặc là
hồi hộp, tức là cái tim người ta đập liên tục liên tục liên tục, à, mất nhịp, lỗi nhịp, nhịp nhanh nhịp chậm. Thì đối với rối loạn nhịp rất là khó nha, chừng nữa mấy em làm bác sĩ ra trường mới làm bác sĩ các em biết, tức là đối với rối loạn nhịp thì khó từ cái khâu chẩn đoán tới điều trị luôn, rất là khó. Ừ. Vậy thì những cái nguyên nhân ra do gắng sức, do xúc động, do cường giáp thì nhịp tim nhanh nhưng mà suy giáp thì nhịp tim chậm. Ừ. Rồi những cái rối loạn nhịp tim như là ngoại tâm thu, chừng nữa mấy em đi lâm sàng thì mấy em thấy ngoại tâm thu được coi như là gặp thường xuyên luôn, và rung nhĩ rồi này kia vân vân, hoặc là sử dụng những chất kích thích như là thuốc lá, hút thuốc lá, uống cà phê, tức là uống rượu cũng vậy, uống một vài ly rượu vô nhịp tim đập nhanh đập mạnh liền. Bây giờ mình qua tới triệu chứng thực thể. À, triệu chứng thực thể, triệu chứng thực thể là mình thăm khám bệnh nhân thì mấy em thấy rằng là đầu tiên mấy em xác định diện đập của mõm tim. Mình khi mình thăm khám diện đập của mõm tim á, thì bằng hai cách, một là mình nhìn, nhìn mình thấy diện đập mõm tim nó đập ở liên sườn 4-5 đường trung đòn trái. Vậy thì ở cái người mà có thành ngực ốm, thành ngực nó mỏng, người ốm mà gầy đó, có thành ngực nó mỏng thì mình thấy diện đập của mõm tim, nhưng phần lớn là không thấy. Không thấy thì mình phải sờ, nếu mình sờ diện đập của mõm tim thì mình phải cho bệnh nhân nằm nghiêng sang trái để xác định. Nếu mà mõm tim vừa lệch ra ngoài vừa xuống dưới, thì dụ liên sườn 6-7 đường mét giữa, đường nách trước chẳng hạn, thì đó là bệnh nhân bị suy tim xung huyết, à, cái mõm tim lệch ra ngoài, thì là cách xác định diện đập của mõm tim. Thì mấy em thấy là ngoài suy tim ra, phì đại thất cũng làm cái mõm tim cũng lệch. Phì đại thất trái thường thì mấy em gặp ở bệnh nhân bị tăng huyết áp. Còn nếu mà bệnh nhân bị suy tim phải, phì đại thất phải thôi, thì cái mõm tim chỉ lệch sang trái thôi chứ không có xuống dưới. Mấy em hiểu chưa? Suy tim trái á thì cái mõm tim vừa lệch ra ngoài vừa xuống dưới, nhưng mà suy tim phải đơn thuần, phì đại thất phải đơn thuần, thì cái mõm tim chỉ đẩy lệch ra ngoài thôi. Ví dụ như liên sườn 4-5 đường nách giữa, đường nách trước chẳng hạn, chứ không có xuống dưới. À, một số trường hợp không sờ được cái mõm tim do thành ngực dày này kia, tràn dịch này kia ha, thì đó nếu mình đi lâm sàng mình sẽ biết. Mình sờ cái thứ hai, thứ nhất là sờ mõm tim, sờ thứ hai là mấy em sờ rung miêu. Rung miêu, đặt cái bàn tay lên ngực trái mình nhân sờ rung miêu. Rung miêu là đặt cái bàn tay lên có cảm giác như là giống như đặt lên lưng con mèo, mà đặt lên lưng con mèo lúc nó kêu mới được. Có nhiều người ôm mèo từ sáng tới chiều nó không kêu, cũng không cảm nhận được rung miêu. Hoặc là mấy em đặt cái bàn tay lên cái sân động tĩnh mạch ở những cái người chạy thận nhân tạo mà định kỳ á, thì mấy em sẽ cảm nhận được rung miêu. Cái thứ hai, cái thứ ba sờ là mấy em sờ hạt dẻ. Mấy em nhìn lên màn hình đi, sờ hạt dẻ. Hạt dẻ thì cái tư thế bệnh nhân nằm như vậy, thì cái người khám sẽ khép bốn ngón tay lại, ngón tay cái đặt ở dưới mõm mũi kiếm, hơi nhìn sang bên trái. Một là đặt giống như cái bàn tay này của người khám giống như trong hình này. Hai là mấy em chú ý nè, mấy em dời bốn cái ngón tay của mình lên trên, bốn ngón tay mình đặt ngay vị trí mõm tim cũng được luôn, cái ngón tay cái vẫn để vị trí này. Mấy em hiểu chưa? Có hai cách khám dấu hiệu hạt dẻ nha. Một là giống như cái hình trên bảng, hai là tịnh tiến bốn ngón tay này lên ngay vị trí của mõm tim. Thì lúc này mình có cảm giác mạch đập ngay đầu ngón tay thì đó là hạt dẻ dương tính, gặp trong suy tim phải, phì đại thất phải. À, cái vấn đề thứ hai đó là lõa tim. Lõa tim thì mấy em sẽ xác định diện đục của tim. À, thì thường ngày nay á, học á, thì mấy em còn hướng dẫn cho mấy em gõ tim chứ, sau này các bác sĩ lâm sàng ở bệnh viện thì thường ta ít ứng dụng cái kỹ năng này, tại vì có siêu âm tim, có X-quang này kia rồi thì thường ta nghe tim là chủ yếu, chứ diện đục của tim thì cũng thường ít gõ. Thì mình đi học thì mình phải làm cho nó chuẩn, mình phải khám cho nó đầy đủ. Thì mấy em gõ diện đục của tim thì nguyên tắc như sau: mấy em gõ từ trên xuống dưới nha, từ trên xương đòn xuống dưới nè, và từ dưới lên trên, và từ ngoài vào trong để xác định diện đục của tim. Nếu mà suy tim thì diện đục của tim nó sẽ lớn. Đó, thì kế tiếp là phần nghe tim.
Nghe tim đây là một cái phần rất quan trọng. Và cái hôm nay cái phần nghe tim mà chỉ có một phần nhỏ trong cái bài triệu chứng học tim mạch, nó không có cái phần riêng để thực hành nghe. Nhưng mà sau này giờ nữa mấy em đi lâm sàng thì cái nghe tim này rất quan trọng. Chẳng hạn như nữa mấy em khi tốt nghiệp tôi kêu mấy em nghe tim rồi mô tả lại. À, đôi khi mấy em thường phần lớn mà em rất là lo vấn đề này thì sau này mà hết dịch bệnh này rồi mấy em đi lâm sàng thì mấy em cố gắng mấy em thực hành và mấy em phải tìm tài liệu về hướng dẫn nghe tim để mấy em học riêng. Đây là cái phần tự học. Năm nay tôi nói sơ qua cho mấy em biết thôi. Cái phần nghe tim này mấy em đã được học bên trường, bên phần huấn luyện kỹ năng, nhưng mà chủ yếu là nghe tim người bình thường thôi. Còn đi lâm sàng mới là nghe tim bệnh lý. Thì đầu tiên mình phải xác định cái cách sử dụng ống nghe. Cái ống nghe, nếu mà mấy em sử dụng ống nghe hai mặt á, thì cái phần màng của ống nghe mình nghe được tần số cao như là tiếng T1 mình nghe bùm. Còn phần chuông để nghe những cái âm sắc có tần số thấp, chẳng hạn như những tiếng thổi, thí dụ tiếng thổi tâm trương, tiếng thổi tâm thu chẳng hạn. Đó. Còn cái ống nghe một mặt nó có nhiều dạng, ống nghe một mặt mà dạng cho điều dưỡng đo huyết áp thì mình không kể đây, không được nghe tim mà cái đó khó nghe lắm. Ống nghe một mặt của tim mạch á thì mấy em phải biết cách sử dụng. Nếu mấy em để nhẹ lên thành ngực của bệnh nhân thì giống như mấy em nghe phần màng của ống nghe, còn ấn mạnh vô một chút giống như nghe phần chuông, mấy em hiểu chưa? Mấy em đặt cái ống nghe lên 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 ngay tại vị trí nghe và mấy em để nhẹ giống như mấy em nghe phần màng, mấy em ấn mạnh xuống một chút giống như mấy em nghe phần chuông, thay vì mình lặp qua lặp lại cũng được, mình phải tách âm mình nghe. Có nhiều người suốt cuộc đời chỉ nghe phần màng thôi, tức là nghe tim chưa có hiệu quả. Có nhiều người đặt cái ống nghe vô thành lồng ngực của bệnh nhân vài giây thôi, rút lại ghi toa thuốc liền. Nói mấy em thấy ở những nước phát triển như Mỹ và những cái nước phát triển khác thì những cái phương tiện thăm dò chức năng chẩn đoán hình ảnh máy móc người ta rất là phát triển, nhưng khi ta thăm khám bệnh nhân rất cẩn thận, ta không bao giờ bỏ qua bước nghe tim nào hết. Một hai người ta khám 15 phút 30 phút ta nghe rất là đàng hoàng chuẩn mực, chứ không phải là ngày nay không phải là các phương tiện thăm dò chức năng chẩn đoán hình ảnh thay thế được, không có đâu. Thì mình vẫn phải thăm khám một cách có hiệu quả. Rồi khi mình nghe tim mình phải biết cái trình tự nghe tim nó như thế nào. Đầu tiên mình nghe bằng phần màng của ống nghe, mình nghe nhịp tim đều hay không đều, tần số bao nhiêu lần trên phút, tần số tức là nhịp tim đó, tức là mấy em phải đếm trọn trong 1 phút. Nếu mà có rối loạn nhịp tim hay là nhịp tim không đều thì mấy em phải xác định coi rối loạn nhịp kiểu nào. Thì đối với bác sĩ đa khoa bắt buộc phải nghe được 2 kiểu rối loạn nhịp, mà bạn nào mà không nghe được 2 kiểu rối loạn nhịp này thì sẽ không đủ điều kiện đi thi, tức là nó coi như là không đi lâm sàng ngày nào đó, chứ là loại luôn khỏi vòng 1 đó. Tức là rối loạn nhịp thứ nhất là kiểu ngoại tâm thu, rối loạn nhịp thứ hai là rối loạn nhịp hoàn toàn hay là tim loạn nhịp hoàn toàn. Vậy thì ngoại tâm thu là gì? Ngoại tâm thu là trên cơ sở những nhịp tim bình thường, thường là nhịp xoang. Ở trên tim mình có thể ở nhĩ, ở bộ nối hoặc là ở thất, có một cái vùng cơ tim, có một cái vị trí nó phát ra nhịp tim và nó phải đến sớm hơn so với những nhịp cơ bản. Và sau tiếng ngoại tâm thu đó là một khoảng nghỉ bù kéo dài. Thì mấy em thấy là cái quy tắc trên tim nè, nếu một ổ phát nhịp thì các tiếng tim giống nhau. Thí dụ như các bạn tự nghe tim mình coi, thì mình nghe bùm tạch, tức là các tiếng tim giống nhau. Nếu cái ổ phát nhịp nào mà không phải cái ổ đó, nằm vị trí khác trên tim thì mình sẽ nghe tiếng tim nó sẽ khác. Đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là khoảng cách giữa các nhịp không bằng nhau. Nếu một ổ phát nhịp thì khoảng cách giữa các nhịp bằng nhau hay còn gọi là nhịp tim đều. Thường người ta nhịp xoang là nó đều hết, thường là vậy. Còn càng nhiều ổ phát nhịp chừng nào thì nhịp tim càng không đều chừng đó. Nhắc lại nè, ngoại tâm thu là trên cơ sở những nhịp tim cơ bản bình thường, thường là nhịp xoang, thì trên tim có một ổ phát nhịp ở ngoại lai nhảy vô cướp một quyền phát nhịp tạm thời của nhịp xoang chẳng hạn. Thì mấy em thấy cái tiếng tim nó sẽ khác. Ví dụ như mấy em nghe
Cái nhịp tim cơ bản là bùm tạch bùm tạch bùm bùm tạch, cái tiếng bùm mạnh đó chính là ngoại tâm thu. Sau tiếng ngoại tâm thu đó là một khoảng nghỉ kéo dài, sau đó trở lại một nhịp tim bình thường khác. Ở đây tôi hướng dẫn sơ bộ cho mấy em thôi nha, mấy em phải về mấy em tìm tài liệu, mấy em phải luyện cái này cho nhiều á, cái này là cái cơ bản nhất của một bác sĩ đa khoa Và sau khi mình nghe được tiếng ngoại tâm thu thì mình phải đếm coi bao nhiêu nhát ngoại tâm thu trên 1 phút, đếm trọn 1 phút. Nếu mà trên 7 nhịp đó là nguy hiểm rồi đó, tức là cái tần suất xuất hiện nó nhiều hơn rồi đó. Đó. Là mấy em nhớ ngày số 7. Cái rối loạn nhịp thứ hai là cái rối loạn nhịp hoàn toàn. Cái rối loạn nhịp hoàn toàn thì mấy em chú ý rằng là trên tim sẽ có rất nhiều ổ phát nhịp, từ 3 tới 5 tới 7 tới vài chục ổ, tới vài trăm ổ phát nhịp trên tim. Mà mấy em nhớ rằng là trên tim nó có nhiều ổ phát nhịp thì nó có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, các tiếng tim có giống nhau không? Không giống nhau, không tiếng nào giống tiếng nào. Cái thứ nhì, khoảng cách giữa các nhịp có bằng nhau hay không? Không bằng nhau, nó không đều, nó loạn xạ hết. Sau này mình nghe tim rối loạn nhịp hoàn toàn thì phần lớn trên điện tim đó là bệnh nhân bị rung nhĩ. Không phải chắc ăn là rung nhĩ nha, rung nhĩ chỉ được chẩn đoán trên điện tim. Nghe tim thì là tim loạn nhịp hoàn toàn, có một vài rối loạn nhịp nữa cũng làm tim loạn nhịp hoàn toàn, như là chủ nhịp lang thang hoặc là chủ nhịp lưu động chẳng hạn, cũng làm tim loạn nhịp hoàn toàn, nhưng phần lớn là rung nhĩ. Sau đó mình nhận diện các tiếng thổi. Nhận diện các tiếng thổi thì mấy em lưu ý rằng nè, khi mình thăm khám một bệnh nhân thì cái kỹ năng khám rất là quan trọng. Một tay mấy em cầm ống nghe, tay kia còn lại thì mấy em phải bắt mạch quay bệnh nhân. Chừng nữa mình đi thi mà về kỹ năng đi lâm sàng, ví dụ đi thi tốt nghiệp đi kêu nghe tim, một tay cầm ống nghe, tay kia sọt vô túi áo blue hoặc là cầm theo cuốn sách là bị trừ nửa điểm liền. Tay kia phải bắt mạch liền, một tay cầm ống nghe, tay kia phải bắt mạch để nhận diện. Tiếng thổi tâm thu là tiếng thổi xảy ra ở thời kỳ tâm thu giữa tiếng T1 và tiếng T2. Hay nói cách khác là tiếng thổi tâm thu lúc mà mình nghe tiếng thổi thì lúc đồng thời thời điểm đó mạch nó nảy lên, đó là tiếng thổi tâm thu. Còn tiếng thổi tâm trương là tiếng thổi từ tiếng T2 cho tới đầu tiếng T1 của nhịp tiếp theo. Tiếng thổi tâm trương á thì mấy em thấy rằng là nó khó nghe hơn, nó khó nghe, tức là tiếng thổi nó êm dịu, nó nhỏ, nó nhẹ, còn tiếng thổi tâm thu thì tương đối dễ nghe. Thì mấy em thấy là nếu mà mấy em đi lâm sàng, mấy em khám, mấy em chưa quen thì mấy em bắt mạch, sau này ra trường vài năm rồi nghe tim quen rồi thì mấy em thấy là giữa tiếng T1 và T2 đó là tiếng thổi tâm thu, từ tiếng T2 cái đầu tiếng T1 tiếp theo là tiếng thổi tâm trương. Còn vị trí nghe thì mấy em biết rồi, bên phần huấn luyện kỹ năng mấy em học rồi, này khỏi nói lại. Bây giờ tiếng tim thứ nhất. Tiếng tim thứ nhất là tiếng T1 mình nghe bùm. Tiếng tim thứ nhất được phát sinh là do đóng các van nhĩ thất. Van nhĩ thất bao gồm van hai lá nằm bên tim trái, van ba lá nằm bên tim phải. Vậy thì muốn nghe tiếng T1 nó rõ thì phải nghe ở mõm tim, tức là vị trí của van hai lá và van ba lá. Trong những trường hợp tiếng T1 nó đanh thì mấy em thấy là cái van nó bị dày, bị cứng, đóng vôi, mình nghe nó đanh thì mấy cái này là mở rộng ra thêm thôi. Đôi khi một số cái bệnh lý thì không yêu cầu mấy em. Cái nào tôi nhấn mạnh giống như ngoại tâm thu và rối loạn nhịp hoàn toàn rồi tiếng thổi tâm thu, tiếng thổi tâm trương thì bốn cái đó thì yêu cầu các bạn phải thường thuộc, còn mấy cái sau thì bạn nào nghe được tốt thôi, thì phần lớn là nó khó nghe nha. Còn tiếng T1 nó mạnh do tim co bóp nó mạnh, gặp trong đi bệnh viện mình thấy là bệnh nhân bị sốt, sốt cao thường nghe tiếng T1 nó mạnh. Rồi những tiếng T1 nó mờ như là viêm rồi tim co bóp yếu là, hoặc là tràn dịch màng tim. Tràn dịch màng tim là thường gặp khi mình nghe tiếng T1 nó mờ, hay còn gọi là khoảng cách từ tim tới da xa, đó là do cái tràn dịch màng tim đó các bạn. Rồi tiếng T1 tách đôi, tức là van hai lá và van ba lá đóng không cùng một lúc thì 0,1 giây cái mình gọi tới 0,3 đó, mình rất là khó nghe, đôi khi mình nghe không được, giống như một tiếng thôi. Thường trong lóc nhánh thì mình nghe được tiếng T1 tách đôi thôi, bùm bùm và tách tạch, tức là hai tiếng T1 nhưng mà khó nghe chứ không phải nó tách giống vậy. Còn tiếng tim thứ hai tiếng tim thứ hai hay gọi tắt là tiếng T2
là do đóng các van động mạch chủ và van động mạch phổi. À, vậy thì tiếng T2 là do đóng các van tổ chim, vậy mình nghe ở đáy tim, tức là liên sườn hai cạnh ức phải đối với van động mạch chủ, liên sườn hai cạnh ức trái đối với van động mạch phổi. Thì tiếng T2 mạnh, nếu mà tăng áp thì mình nghe ở van động mạch chủ, nghe tiếng T2 nó mạnh. Còn tăng áp phổi suy tim thì mình nghe tiếng T2 mạnh ở van động mạch phổi. À, cũng tương tự như tiếng T1 thì mấy em nghe được tiếng T2 tách đôi. Tiếng T2 tách đôi thì do van động mạch chủ và van động mạch phổi đóng không cùng một lúc. Ví dụ mình nghe bùm tạch tạch, mà mình không nghe tạch tạch chứ đâu, bùm tạch tạch là tách đôi, bùm tạch rất là khó nghe. Hai cái tiếng nó rất sát vào nhau, nó từ 3 tới 7% giây đó, mấy em nghe không quen là mấy em nghe rất là khó. Bùm tạch tạch tức là tách đôi, tiếng T2 tách đôi. Còn tiếng T2 đơn độc, tức là cái này khó, ít lắm, ít gặp lắm. Bệnh nhân không động mạch chủ và không có động mạch phổi thì cái này rất là hiếm gặp, thì mấy em nghe cho biết thôi. Còn tiếng tim thứ ba, tiếng tim thứ ba là không phải là do đóng van nào hết, là tiếng tim thứ ba là do lượng máu đổ mạnh từ nhĩ xuống thất, gọi là tiếng T3 đó, vào đầu thời kỳ tâm trương. À, gặp phần lớn là do tim bẩm sinh, ví dụ như mấy em thấy là thông liên nhĩ là gặp nhiều nhất, hoặc là có ống động mạch. Còn tiếng tim thứ tư, mình nghe nó trầm, mình nghe bằng phần phần chuông phần trên và phía trên đó, thì tiếng tim thứ tư thì các bạn gặp ở bệnh nhân suy tim nặng. Là do lượng máu đổ mạnh từ nhĩ xuống thấp vào cuối thời kỳ tâm trương. Nhớ nha, lượng máu đổ mạnh từ nhĩ xuống thấp vào cuối thời kỳ tâm trương. Nguyên nhân phần lớn do suy tim. Kế tiếp là tiếng clắc mở van hai lá. Khi van hai lá nó bị vôi, bị sơ hóa và nó mở, khi nó mở nó cọ vào nhau, mình nghe tiếng clắc clắc, tức là từ clắc mấy em nghe phiên âm sao thì nữa, mấy em nghe tim nó cũng giống vậy. Rồi tiếng clít tống máu, tiếng clít tống máu thì mấy em sẽ nghe được ở bệnh nhân hẹp van động mạch chủ. Ở bệnh nhân bị hẹp hẹp van động mạch chủ là thời kỳ tâm thu, van động mạch chủ nó mở ra không hết, máu từ thất trái nó tống ra ngoại biên, nó bị cản trở bởi van động mạch chủ mà nó tống mạnh để nó qua, tức là trước và sau chỗ hẹp mình nghe tiếng click tống máu. À, các tiếng thổi thì khi nghe được tiếng thổi thì bạn nào giỏi thì phân biệt được là đầu tâm thu, giữa tâm thu, cuối tâm thu và toàn tâm thu. Nhưng thông thường mà mấy em nghe được tiếng thổi tâm thu, tiếng thổi tâm trương mà báo cáo đúng là nghe đã mừng rồi. Bạn nào về được thì tốt hơn. Bạn nào nghe được thì tốt hơn. Hoặc là tiếng thổi tâm trương, hoặc là tiếng thổi chép. Bây giờ tới phân biệt cường độ tiếng thổi. Thì phân cường độ tiếng thổi từ 1 phần 6 tới 6 phần 6. Thường từ 1 phần 6 tiếng thổi nó nhỏ, nó mới nghe được. Và phải nghe trong phòng cách âm mới được. Khi khám lâm sàng nghe sớm nhất là từ 2 phần 6. 2 phần 6 vẫn nghe được, nhưng mà tiếng thổi nó nhỏ, nó nhẹ, là 2 phần 6. Khi các bạn nghe tiếng thổi nó rõ là cường độ từ 3 phần 6 trở lên. Các bạn nghe cái này cho kỹ nha, cho nữa đi làm bệnh án là mình phải phân cường độ đó. Vậy thì nè, khi mấy em nghe tiếng thổi nó rõ thì động tác kế tiếp là mình phải sờ rung miêu, tức là đặt bàn tay lên ngực trái bệnh nhân sờ có rung miêu hay không. Nếu mà nghe tiếng thổi nó rõ mà sờ không có rung miêu thì dừng lại cường độ 3 phần 6. Nghe kịp chưa? Nếu nghe tiếng thổi nó rõ mà đặt bàn tay lên ngực trái bệnh nhân sờ có rung miêu thì để bàn tay lên ngực trái đó bình thường, lấy cái ống nghe nghe tim bệnh nhân gián tiếp qua bàn tay của mình. Mấy em hiểu chưa? Sờ thấy rung miêu thì để cái bàn tay đó luôn, nghe tim bệnh nhân gián tiếp qua bàn tay của mình. Nếu mà nghe tim bệnh nhân gián tiếp qua bàn tay của mình không còn nghe được tiếng thổi thì dừng lại 4 phần 6. Mấy em nghe kịp chưa? Dừng lại 4 phần 6. Nếu mà nghe tim bệnh nhân qua bàn tay của mình vẫn nghe được tiếng thổi, động tác kế tiếp rút cái bàn tay ra. Rút cái bàn tay ra khỏi lòng ngực bệnh nhân, cái gì cái tay bên kia cầm cái ống nghe, tại vì hướng dẫn online gì khó quá. Mấy em tưởng tượng nghe nghe. Rút cái bàn tay ra thì cái ống nghe vẫn rời khỏi thành ngực. Cái tay cầm ống nghe vẫn để y vậy, chỉ rút bàn tay ra thôi. Vậy thì cái chuyện gì xảy ra?
tức là cái ống nghe nó rời khỏi thành ngực cái khoảng cách bằng với khoảng cách bàn tay của mình. Nếu như cái ống nghe mà rời khỏi thành ngực như vậy mà không nghe được tiếng thổi thì dừng lại cường độ 5 phần 6. Nếu rút cái bàn tay ra luôn, cái ống nghe nó rời khỏi thành ngực mà vẫn còn nghe được tiếng thổi thì đó là 6 phần 6. Em hiểu chưa? À, tức là phân từ 1 phần 6 tới 6 phần 6. Còn hình dạng tiếng thổi và thời gian âm sắc tính chất thì bà cái này không cần mô tả cũng được. Tuy nhiên hướng lan là bắt buộc phải mô tả. Tức là dòng máu nó xoáy, tiếng thổi nó nhỏ dần. Vậy là tóm lại nè, khi nghe được tiếng thổi thì mấy em phải xác định ít nhất một trong bốn cái ý như sau. Thứ nhất là tiếng thổi này thời kỳ tâm thu hay tâm trường. Thứ nhì là vị trí tiếng thổi. Vị trí tiếng thổi là nơi phát sinh ra tiếng thổi lớn nhất. Thứ ba là cường độ tiếng thổi. Thứ tư là hướng lan. Thí dụ như mình nghe tiếng thổi tâm thu ở mõm tim cường độ là 3 phần 6 hướng lan ra nách chẳng hạn. Đó, mình phải mô tả ít nhất bốn cái đặc điểm đó khi nghe được tiếng thổi. À, các bạn phân biệt được tiếng thổi cơ năng hay tiếng thổi thực thể. À, đi lâm sàng thì các bạn phân theo cái này. Tiếng thổi thực thể là tiếng thổi mình nghe được trên cái van tim bệnh lý. Còn tiếng thổi cơ năng hay còn gọi là tiếng thổi chức năng, hay trước đây người ta còn gọi là tiếng thổi vô tội, có thể xảy ra trên cái van tim bình thường. Vậy thì cái tiếng thổi cơ năng và tiếng thổi thực thể này trong tài liệu, trong cái giáo trình thì tôi ghi rất là kỹ, nhưng mà tôi tóm lại cho em các em một số ý để đi lâm sàng mấy em cho nó dễ nhận diện hơn. Cái tiếng thổi cơ năng á thì thường mấy em nghe được ở van tim hai lá và van động mạch phổi. Còn tiếng thổi thực thể đó là mấy em nghe ở tất cả các ổ bệnh lý, chỗ van tim nào có bệnh lý thì mình nghe được. À, cái so sánh cái điểm khác thứ hai nữa đó là tiếng thổi cơ năng cường độ chỉ 2 phần 6 thôi. Còn mình khi đã nói rằng là cường độ từ 3 phần 6 trở lên thì bắt buộc phải đây là tiếng thổi thực thể. Nghe kịp chưa? Cường độ 2 phần 6 thôi là tiếng thổi cơ năng. Cái thứ ba nữa là gì? Cái tiếng thổi cơ năng à, khi mình cho bệnh nhân thay đổi tư thế thì nó sẽ hết, hoặc là cái cường độ nó sẽ thay đổi, tức là thay đổi khi bệnh nhân thay đổi tư thế. Thí dụ như bệnh nhân đang nằm đó, mình nghe tiếng thổi tâm thu, kêu bệnh nhân ngồi dậy mình nghe hết trơn, thì đó là thay đổi khi mình thay đổi tư thế bệnh nhân. Còn tiếng thổi thực thể các bạn thay đổi tư thế nó cũng giống vậy, nó không thay đổi nha. Tiếng thổi cơ năng thì nó không có lan, nó ít lan lắm, đôi khi nó không có lan. Còn tiếng thổi thực thể thì thường nó lan theo dòng máu nó xoáy. Thì đó là những cái đặc điểm mà các bạn thấy rằng là mình nguyên cái trong cái tài liệu mà nó nhiều, nhưng mà các bạn cần đúc kết như vậy. Hay một số ý vậy để các bạn khám nhanh trong thực hành. Kế tiếp là tiếng cọ màng tim. Tiếng cọ màng tim thì để mình chẩn đoán viêm màng ngoài tim. Chẩn đoán viêm màng ngoài tim á thì mấy em sẽ hồi nãy mấy em đã học được cái triệu chứng đau ngực à. Đau ngực do viêm màng ngoài tim là đau ngực như thế nào? Đau ngực khi bệnh nhân cử động, bệnh nhân hít thở, bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi cúi người ra trước. Ừ. Còn nghe nghe tiếng cọ màng tim. Cọ màng tim thì cái vị trí đặt ở đâu? Đặt ở vùng giữa tim, vùng trước tim. Đó, thì mấy em nghe giống như lá thành và lá tạng nó cọ với nhau khi cái tim co bóp á, thì mấy em nghe giống như hai miếng giấy nhám cọ sọt sẹt lại, hoặc là giống như mấy em nghe tim nghe qua cái đài, cái radio nó bị nhiễu sóng nha, nó ghè 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 nghe ở vùng giữa tim. Còn tràn dịch màng tim á thì mình không nghe được tiếng cọ màng tim nha, mà mình nghe tiếng tim nó mờ rất là khó nghe. Đôi khi đặt cái ống nghe vô thành ngực mà giống như mình không có nghe được tiếng tim, giống như không có tim, nghe nó rất là nhỏ, hoặc đôi khi mình không nghe được, tùy theo cái lượng dịch. Kế tiếp là khám và phát hiện các triệu chứng các hệ thống động mạch và tĩnh mạch. Thì mình khám động mạch. Động mạch là không phải mình bắt mạch từ đầu tới chân, không có. Đối với người bình thường thì mấy em chỉ bắt động mạch quay thôi, hoặc động mạch khuỷu tay, thường động mạch quay. À, mình đếm coi, mình xác định có tần số mạch bao nhiêu lần trên phút, kích thước mạch là gì, loại mạch là như thế nào. À, rồi nhịp đều hay không đều, hồi nãy nghe tim thì nghe được ngoại tâm thu hoặc là rối loạn nhịp hoàn toàn. Bây giờ bắt mạch cũng có thể bắt được ngoại tâm thu hoặc là rối loạn nhịp hoàn toàn. Còn độ căng nó như thế nào, mình xác định. Còn khi mà mình nghi ngờ
vị trí nào mà tắc mạch thì mình phải bắt hai bên, mình so sánh hai bên, bên nào yếu thì tắc mạch. Thí dụ như mình thấy tắc mạch chi đi, mình thấy cái chân bên đây cái bên kia nó khác nhau, tức là ta có triệu chứng về tắc mạch thì mình phải bắt, mình so sánh hai bên chân phải chân trái, bên nào yếu là bên đó bị tắc mạch. Còn đối với người bình thường thì mình bắt động mạch quay thôi, còn đối với người mà bị ngất nguy kịch thì mình không bắt động mạch nhỏ mà bắt động mạch lớn. Thì đi lâm sàng thường là mình bắt động mạch cảnh hoặc là động mạch bạn để mình xác định coi mạch còn nảy hay không. Rồi kế tiếp các bạn sờ và nghe mạch, sờ có rung miêu không, có âm thổi hay không. Những vị trí nào mình nghi nó tắc nó hẹp á, mình sờ mình nghe được âm thổi. Rồi đối với trường hợp mà phình động mạch chủ bụng thì sẵn đây hướng dẫn dặn mấy em luôn là mấy em đi lâm sàng, mấy em thấy một bệnh nhân nào đó mà có cái khối u đặc biệt là ở bụng hoặc vị trí nào đó nhưng mà thường nhất là ở bụng, mà cái khối u đó có cái dấu hiệu mạch đập thì không bao giờ được sờ nắng thô bạo lên cái khối u đó. Từ khi các bạn sờ nắng lên mạnh tay quá thì cái phình cái chỗ mà cái khối phình nè nó bị dở ra. Và mấy em biết là động mạch chủ bụng là cái áp lực máu rất là cao, khi cái khối u cái khối phình này nó dở ra cái là cấp cứu không kịp, bệnh nhân sẽ tử vong, đôi khi ở sát phòng mổ luôn làm còn không kịp, bệnh nhân sẽ mất máu cấp và bệnh nhân tử vong. Cho nên là thấy cái khối nào mà có mạch đập thì không được sờ nắng lên trên đó, đặc biệt là phình động mạch chủ bụng. Kế tiếp là hội chứng thiếu máu chi dưới, tức là tắc mạch thiếu máu chi dưới, thì mình gặp trong cái những bệnh người bị xơ vữa động mạch, những người lớn tuổi, những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, béo phì, đái tháo đường chẳng hạn, thì những cái người đó đối tượng đó thì rất dễ bị bệnh động mạch chi dưới. Thì người ta đau cách hồi, triệu chứng ta đau cách hồi, triệu chứng đau cách hồi là sao? Thí dụ ta đi một đoạn vậy đó, cái ta đau cái chân quá, ta ngồi nghỉ hết, cái ta đi tiếp. Thì thường những cái đối tượng này mà tới bác sĩ khám về phần lớn đó, những cái bác sĩ mà thay chẩn đoán nhầm là chẩn đoán viêm khớp cho người ta uống thuốc giảm đau không, đó là bệnh động mạch chi dưới đó. Ví dụ nhiều người ta nói bác sĩ ơi ở nhà tôi cách chợ có một cây mấy số mà tôi đi tôi nghỉ chừng 5 lần, tôi đi một chút cái ta đau chân quá, ta ngồi ta nghỉ một chút ta hết đau quá ta đi tiếp. Hoặc là có dấu hiệu vật bẻ chuột rút tê mất mạch hoặc là lạnh chân, loét, có nhiều người loét còn dẫn tới là khô mấy cái đầu ngón chân đó, nó hoại tử nó đen thui luôn các bạn. Đó là tắc mạch chi, nhớ triệu chứng là đau cách hồi. Kế tiếp là mình khám hệ thống tĩnh mạch. Đối với ri tim mạch đó thì các bạn lưu ý rằng là khám tĩnh mạch cảnh trong là quan trọng. Tĩnh mạch cảnh trong hay tĩnh mạch cổ á, tĩnh mạch cảnh trong là đánh giá áp lực trong buồng tim phải. Áp lực trong buồng tim phải gia tăng thì nó ứ máu giật lùi lên hệ thống tĩnh mạch, nó làm cho tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân nổi. Thì mình không có đo CVP tĩnh mạch trung tâm trong buồng tim phải mà mình đánh giá gián tiếp qua cái tĩnh mạch cảnh trong. Thì thường mấy em đi tim pha tim mạch, mấy em thấy tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân nổi, gặp ở những trường hợp bệnh nhân bị suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ, thì mình thấy tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân sẽ nổi. Còn nếu như mình đang nghi ngờ bệnh nhân này bị suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ mà tĩnh mạch cảnh trong mình không có nổi thì mấy em phải làm nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh. Còn khi thấy bệnh nhân tĩnh mạch cảnh trong nổi rõ thì thôi không cần làm nghiệm pháp này, nhớ nha. Rồi đối với tĩnh mạch các chi, tĩnh mạch các chi thì mấy em nhớ rằng là tĩnh mạch các hai chân phải và chân trái thì có cái tĩnh mạch sâu và tĩnh mạch nông. Tĩnh mạch thì có cái van, nhớ không, hồi đó học giải phẫu đó. Có suy tĩnh mạch thì thường nó hai chân. Rồi giãn tĩnh mạch ngực và bụng như thế nào, mình thấy có hay không quan sát. Kế tiếp là viêm tắc tĩnh mạch. Nếu mà có hiện tượng viêm tắc tĩnh mạch thì thường xảy ra một chân, và ngay tại chỗ tắc đó thì mấy em sẽ xác định được có hiện tượng sưng nóng đỏ đau ngay tại vị trí tắc và thường một chân. Thường những cái đối tượng mà đầu tiên mà bị suy tĩnh mạch trước, bị suy tĩnh mạch trước, mấy em nhìn cái hình trên bảng suy tĩnh mạch, sau đó cái tĩnh mạch nó có những cái huyết khối nó mới gây tắc mạch. Thì bên nào bị tắc thì một chân đó sẽ có hiện tượng sưng nóng đỏ đau. Vậy thì cái những cái đối tượng mà suy tĩnh mạch thì mấy em thấy đó
là những cái người mà đứng lâu, thường thì mình nói là đứng lâu rồi ngồi lâu, ví dụ nhân viên văn phòng, giống như mấy em mà học từ sáng tới chiều tới tối mà ngồi không cũng là một những trong những cái đối tượng nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch đó, có phải đứng lâu không đâu. Hoặc là những cái người mà béo phì, ngày nay ta béo phì nó không dựa vào chỉ số BMI không đâu, ta dựa vào dòng bụng. Những cái người bụng bự béo phì nó làm tăng cái áp lực ổ bụng, làm máu trở về tim nó bị cản trở đó, thì nó cũng dẫn đến là suy tĩnh mạch. Hoặc là những phụ nữ mang thai, những cái đối tượng mà ngồi lâu nhân viên văn phòng ngày nay bị suy tĩnh mạch rất là nhiều các bạn. Suy tĩnh mạch, nhắc lại nha, đầu tiên bị suy tĩnh mạch, sau đó nó ứ huyết, nó có huyết khối cho nó viêm tắc. Vậy thì khi mà những nhân viên văn phòng như các bạn phải hướng dẫn cho người ta chống suy tĩnh mạch, có không cần sử dụng thuốc dụng dớ gì trong giai đoạn đầu, thì mình phải hướng dẫn cho bệnh nhân gồng cơ, tức là khi ta đang ngồi họp hội hoặc ta đang ngồi trên máy vi tính, hoặc mấy em mà ngồi học thì mấy em phải gồng cái cơ bắp chân, cơ cẳng chân này. Khi mà em gồng, mấy em siết chặt gồng cái cơ lên thì giống như mấy em đang đè xẹp tĩnh mạch, cái cơ nó tĩnh mạch mình là xẹp mà, đè vô nó sẽ xẹp liền, nó rất dễ xẹp. Thì khi gồng cơ đó thì giống như bóp chặt cái tĩnh mạch lại, mà tĩnh mạch có cái van. Khi mấy em hướng dẫn bệnh nhân gồng như vậy thì cái máu, lượng máu nó sẽ bóp ngược trở về tim, và khi mình buông ra từng cơn, từng hồi mình siết chặt, mình gồng cái chân từng hồi, là giống như mình đang bơm máu trở về tim nhẹ nhàng hơn. Nếu mà cái tĩnh mạch ta không có suy rồi, hoặc là nhịp chân, nhưng mà khi ta hội họp, ta ngồi không trong nhà một mình thì nhịp chân được, nhưng mà nó đi học hoặc là ngồi văn phòng nhịp chân nó kỳ, nhưng mà hiệu quả nhất là hướng dẫn người ta phải là gồng chặt, gồng cái bắp chân. Ví dụ như các em đi học mà từ sáng tới chiều về mấy em nằm, mấy em gác cái chân lên nhẹ ra đó, đi cái chân hồi nó nặng rồi mình về mình nằm xuống mình gác cái chân nhẹ đó, thì coi chừng giai đoạn đầu của suy tĩnh mạch đó, mấy em phải tập. Hoặc là không cho đứng lâu ngồi đâu, mình phải đi, đi là trong những cái động tác mà cho máu nó trở về tim được dễ dàng hơn. Thì đó là cái bài triệu chứng học tim mạch. Mấy em có hỏi thắc mắc gì không?